vì điện là rất là nguy hiểm, nên khuyến cáo cho các bạn là muốn sửa chữa điện phải cắt nguồn điện, rút ra, mất điện hết rồi mình phải đấu nối. Còn nếu mà đấu nối sóng thì phải hiểu được nguyên lý của điện và cực kỳ cẩn thận, làm phải có bút thử điện, kiểm tra điện, kìm cách điện, băng keo cách điện và phải đi găng tay cách điện để làm. Khi nối điện sống thì các bạn phải nối âm nguồn trước rồi nối dương nguồn sau. Âm nguồn thì các bạn cứ quạt bình thường, đấu nối bình thường, còn dương nguồn thì các bạn nên quạt kiểu này. Đầu này không có điện thì các bạn dùng dao vô tư các bạn gọt. Các vòng tròn này các bạn kéo ra. Đấy, các vòng tròn các bạn kéo ra. Giữ lại cái đầu cách điện này. Đấy. Rồi các bạn đấu âm nguồn lại. Đấu âm nguồn là đấu bình thường, không cần phải phải dùng kìm cách điện chứ, đấu bằng tay. Để các bạn đấu bằng tay, đấu bình thường. Đây, thì các bạn phải thử không có điện đấy nhé. Muốn đấu coi như phải chắc chắn phải dùng bút thử điện, thử không có điện đúng âm nguồn rồi các bạn mới đấu. Để các bạn đấu đấu bình thường, các bạn phải quấn đúng kỹ thuật ấy. Đây là mình demo cho các bạn thôi, để các bạn làm cho dễ đó, cho video cho nhanh thời gian. Quấn bằng keo lại, khi đấu điện phải đấu âm nguồn trước. Âm nguồn thì các bạn đấu bình thường, không cần dùng kìm, dùng móng tay cũng được. Còn dương nguồn này các bạn đấu sống này. Đấy, thì cái đầu này là các bạn cũng chưa có điện này, dù âm nguồn chạy qua cái thiết bị đến đây vẫn chưa có điện. Các bạn gọt ra, các bạn rút cái này nó cao một tí. Đấy, rồi các bạn sẽ đấu với dương nguồn còn lại là đấu sống. Đầu dung nguồn thì trên đây các bạn phải dùng kìm và các bạn gọt, các bạn kéo ra. Đấy, các bạn đâu đây, đấy đèn sáng này, đèn sáng này. Đấy, các bạn thấy chưa, đấu nối đang còn sống đấy, đèn sáng thấy chưa. Nếu các bạn có kìm thì các bạn vặn, không có kìm thì các bạn cầm tay được, vì cái đầu này mình đã kéo ra này. Đấy, mình đã kéo ra rồi, cắt điện rồi. Đấy, bình thường, các bạn thấy chưa. Đấy, biến ngược lại. Đấy, còn chắc hơn thì dùng kìm. Dùng kìm thì quấn. Đấy, xong các bạn quấn bằng keo lại bình thường thôi, dùng kìm. Đấy, thấy chưa, các bạn có đấu sống này, đèn sáng. Xong đây các bạn quấn bằng keo bình thường. Lưu ý cái mối nối nóng này các bạn phải làm cẩn thận. Đấy, quấn bình thường thôi. Băng keo cách điện quấn xong một vòng, nó đã cách điện rồi, các bạn đừng vô tư. Đấy là mình đấu điện sống cho các bạn xem. Bóng đèn này vẫn đang sáng. Đấy.
Mình nói lại một lần nữa, các bạn lưu ý khi đấu điện sống, cái quan trọng nhất là phải biết được dùng bút thử điện, biết được dây nào dương, dây nào âm, dùng bút thử điện, thử trực tiếp từ phía nguồn chạy đến, nếu có thường qua dây nào dương, dây nào âm, xác định dây dương, dây âm. Sau khi xong đấy, mình lấy kìm cách điện, cắt dây dương trước, cắt dây âm sau, đấy mới đấu. Còn khi đấu dây âm trước và đấu dây dương sau, như lúc nãy mình hướng dẫn, để phổ tải. Qua video này, nếu các bạn thấy hay, like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.